một hai ba bốn sẽ gọi Messenger. Không, đúng rồi. Không, đây là mày nghe đấy anh, đúng chưa? Mày bật ở đây. alo 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 rồi 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 là rồi đúng không? Sẽ bị delay khoảng độ tầm giây nhá. Rồi. Delay khoảng tầm 1 giây thôi. Rồi. Hai phải bạn phải trái phải lên. Đi bấm đây đây vào. Lại vào lại 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 3 2 1 nhá. Nào, 3 2 1 go. 1 2 3 4. Đi ba mẹ tôi là mẹ bé về nó bị nào chuẩn bị chuẩn bơ mày đúng rồi chuẩn bị tóm nhá là bị mẹ mày ném cho này đi vào đâu đâu nào ném cho mày một cái ném đi mẹ à ném chưa đi mẹ nào đợi đấy mà anh đếm đã thì mới bắt đầu đi mẹ chưa một hai ba đi ba mẹ buồn cười ở sẽ ta sẽ buồn cười. Đau mà nó đi con. Bây giờ anh em tôi ở ngoài bây giờ chỉ có như thế này thôi các bạn. Đi cho nó mẹ vui. Tôi bây giờ là gọi là thuộc chất on các another bạn, level các bạn, rồi. Các bạn đéo rất chơi rồi các bạn hiểu không? Địt mà nó đấy. Phải như thế, nó phải. Đúng rồi, cái đúng rồi câu, các bạn hiểu không? Địt mẹ cái câu chợ hút thuốc của anh Sa. Các bạn xem các bạn đéo buồn cười. Chứ còn là các bạn đéo phải là dân hip hop. Hiểu không? Đúng rồi, các bạn đéo phải đúng không? Các bạn đéo biết như này. Các bạn không biết giật, các bạn chẳng. Ủa chết, đông tao vừa nói tao biết chưa người ta có xuống đi mà các cửa nhà tao tao nó gọi là quá đà em người hít đầm phốc đấy đây đây là điều thuốc anh sang thịt mặn đấy đéo vào trong sang anh sang vãi rồi đó ok không phải tôi đang tạo bọn tôi đang dạy cho các bạn tạo một cái ấn tượng gì đấy hiểu